Đây là con xe mà tôi muốn sở hữu trong tương lai, còn con xe của bạn muốn sở hữu là gì? Xin chào tất cả các bạn, chào các bạn đã trở lại với kênh Top 5 của mình. Các bạn đang theo dõi trên màn hình là một cái mẫu xe Honda Winner X hoàn toàn mới. Và ngày hôm nay thì mình sẽ quay cận cảnh mẫu xe này, giới thiệu đến các bạn nha. Các bạn có thể thấy rất rõ ở đây với những màu sắc chủ đạo bao gồm màu cam, màu xanh, màu đen các bạn nha. Các bạn có thể thấy rất rõ trên màn hình luôn. Mình quay cận cảnh trực tiếp mẫu xe này tại Honda Hồng Đức 6 với địa chỉ là 10E, Nguyễn Trãi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Ở video ngày hôm nay, ngoài việc quay cận cảnh giới thiệu đến các bạn cái mẫu xe này, kết hợp với đó mình sẽ báo giá cụ thể đến các bạn trong tháng 11 tại Honda Hồng Đức 6 Cần Thơ, để với những em nào ấy ở miền Nam, các bạn có thể theo dõi thông qua video của mình để có thể cập nhật được giá bán được mới nhất và chính xác nhất các bạn nha. Với những bạn nào mà muốn theo dõi thêm những cái màu sắc sơn độ như thế này, các bạn có thể đến trực tiếp đại lý để theo dõi, hoặc thông qua kênh YouTube của Giá Xe Cần Thơ sẽ được bạn Sang tư vấn cụ thể đến các bạn nha. Sẽ có những cái video cụ thể về các màu sắc sơn độ cực kỳ đẹp này. Đây các bạn có thể theo dõi trên màn hình luôn, một cái màu sắc rất là hiếm có, lần đầu tiên xuất hiện trên mẫu xe Honda Winner X. Và đây là sơn độ 100% nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về nước sơn. Và cái phiên bản các bạn đang theo dõi được sơn lên từ phiên bản là đen nhám vàng đồng các bạn nha. Tem Honda Winner X đây các bạn có thể theo dõi. Những cái mảng nhựa sơn chất lượng rất ok, bảo hành lên tới 3 năm cơ, nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm. Mình quay khá nhiều các cái video tại Honda Hồng Đức 6 cũng như là các đại lý Honda Hồng Đức ở ba tỉnh như là Sóc Trăng này, Cần Thơ và Hậu Giang rồi. Nên anh em hoàn toàn có thể yên tâm nhá, đến trực tiếp đại lý để tìm mua cho mình. Và chắc chắn với những phiên bản sơn độ này các bạn đi sẽ không đụng hàng bất kỳ một ai cả. Mình khẳng định các bạn như vậy luôn. Rất đẹp rồi các bạn. Nhìn rất quấn hút và ok luôn. Hiện tại cái phiên bản các bạn đang theo dõi là phiên bản đen mờ hay gọi là đen nhám vàng đồng đấy, thì giá bán hiện tại của phiên bản này là 44.990.000 các bạn nha. 44.990.000, giá bán đã trừ đi toàn bộ tất cả các cái nội dung về giảm rồi. Khi các bạn mua trả góp mẫu xe này với cái lãi suất 0% hiện nay ấy, các bạn sẽ được giảm thêm 1 triệu, tức là vào khoảng tầm là 43.990.000. Giá bán cũng là hấp dẫn ở thời điểm này đối với khu vực miền Nam. Miền Bắc thì nó sẽ giảm hơn một chút ít thôi, chứ không quá nhiều. Khoảng chênh khoảng tầm từ 1 triệu đến 1 triệu rưỡi thôi so với miền Nam các bạn nha. Các bạn có thể theo dõi ở đây, mình quay rất là nét rồi, trực tiếp cận cảnh rồi, các bạn có thể theo dõi luôn để tìm mua cho mình. Màu sắc này cực kỳ nổi trội nên mình mua cận cảnh để gửi đến các bạn nha. Tại Honda Hồng Đức 6 đây các bạn có thể theo dõi. Logo đàng hoàng của Honda Hồng Đức nha. Ở các tỉnh như là Sóc Trăng, Cần Thơ, Hậu Giang ấy, giá bán tương tự nhau. Về cơ bản giá bán tương tự nhau, không khác nhau bất cứ một cái nội dung gì cả. Nên các bạn đến bất kỳ một đại lý nào ở các tỉnh thành như Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang, các bạn đều có thể mua được phiên bản này và lựa chọn cho mình. Hiện nay mình đã làm rất nhiều những video về mẫu xe Honda Winner X rồi, thì ở đây mình muốn làm thêm thôi, gửi đến các bạn thôi về các màu sắc để các bạn có thể tham khảo được chi tiết. Các thông tin của xe đây được viết rất rõ luôn các bạn nha. Sản xuất, năm sản xuất 2020 cho cái phiên bản này. Về cơ bản là rất là chi tiết cụ thể rồi, mình quay rất là cẩn thận từng nét một, từng chi tiết góc cạnh một để các bạn có thể tham khảo tìm mua cho mình. Tí nữa thì mình sẽ gửi đến thêm đến các bạn về những cái phiên bản khác nữa. Màu sắc còn đẹp hơn, đặc biệt là phiên bản màu đỏ nhám nhìn cực kỳ ok, tí các bạn theo dõi nha. Trước đây mình có một video rất là cụ thể làm về cái màu sắc đó rồi. Sau đây thì mình xin phép được báo giá thêm đến các bạn về các phiên bản khác nữa để các bạn có thể theo dõi này. Phiên bản thể thao hiện nay đang được bán với giá là 40.990.000 cho tất cả các màu sắc khác nhau. Hiện nay đang có 4 màu sắc để các bạn có thể lựa chọn các bạn nha. 40.990.000, các bạn mua trả góp cũng được giảm thêm 1 triệu, các bạn hoàn toàn có thể yên tâm. Tiếp theo là mẫu xe Honda Winner X phiên bản thể thao như được trang bị phanh ABS ấy, thì giá bán ngang bằng với bản đen nhám này, 44.990.000, cũng sẽ được giảm ngay 1 triệu khi các bạn mua xe bằng hình thức trả góp. Các phiên bản camo thì là 43.990.000, còn phiên bản đường đua hiện nay đang giá bán cao nhất là 45.990.000, cũng sẽ giảm ngay 1 triệu khi các bạn mua trả góp có lãi hoặc không có lãi các bạn nha. Các bạn hoàn toàn có thể yên tâm như vậy.
Và bất kể màu sắc nào các bạn muốn lên cho mình, màu sắc ưng ý nào, thì các bạn hoàn toàn có thể yêu cầu đại lý sẽ lên cho các bạn, hoàn toàn yên tâm luôn. Bảo hành lên tới 3 năm các bạn bị bong chóc, mờ mốc lớp sơn trên tổng thể chiếc xe sơn độ ở đây thì đại lý sẽ bảo hành cho các bạn. Còn trừ trường hợp nhá, các bạn bị chầy xước, bị ngã đổ ấy, thì đại lý sẽ không bảo hành cho các bạn thôi. Nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm cho cái nội dung sơn độ này. Ai đã từng mua, đã từng trải nghiệm những cái màu sắc sơn độ tại Honda Hồng Đức này, 6 nói riêng, cũng như cái đại lý Honda Hồng Đức trên 3 tỉnh như vậy, thì các bạn cũng đã biết được chất lượng sơn như nào rồi. Nó sẽ tốt hơn rất nhiều, không bị phai màu, bạc màu giống như các bạn lên tem chùm đâu. Tem chùm có cái lợi của tem chùm vì giá nó rẻ, còn ở đây sơn độ các bạn phải bỏ thêm khoảng tầm từ 3,5 đến 3,7 triệu đồng nữa thì các bạn sẽ dùng vĩnh viễn luôn, và chắc chắn màu sắc này sẽ rất đẹp và rất ok. Sau đây thì mình sẽ quay thêm gửi đến các bạn một cái phiên bản nữa để các bạn có thể theo dõi. Đây, các bạn có thể theo dõi trên màn hình luôn nha. Mẫu xe Honda Winner X phiên bản màu đỏ nhám, một cái mẫu tem ấy mang phong cách giống rất giống như cái mẫu xe Exciter của Yamaha. Màu sắc này cũng được rất nhiều bạn đóng góp là đẹp, bắt mắt. Mình quay lại đây để gửi đến các bạn cùng tham khảo. Một màu đỏ nhám rất cực kỳ nổi bật luôn các bạn nha. Đi ngoài đường không đụng hàng bất kỳ một ai cả và chắc chắn sẽ rất là ok. Hiện nay thì Honda đang có một chương trình là các bạn cài đặt app của My Honda, các bạn sẽ có cơ hội trúng thưởng một chiếc xe máy Honda Way Alpha, một chương trình cũng rất mới nữa để các bạn có thể tham khảo. Và còn rất nhiều những món quà tặng từ đại lý nữa, những món quà tặng trị giá lên tới 1 triệu đồng từ đại lý các bạn nha. Các bạn nào muốn quan tâm có thể liên hệ trực tiếp theo số điện thoại của bạn Sang đi, là 0799 595 919, sẽ được tư vấn cụ thể hơn đến các bạn. Còn các bạn có thể vào trang web của Honda Hồng Đức 6 hoặc là vào fanpage của Honda Hồng Đức nói chung cũng như Honda Hồng Đức 6 nói riêng ấy, thì cũng sẽ được tư vấn cụ thể đến các bạn như vậy, về giá bán, về chương trình trả góp, chương trình khuyến mại vân vân, rất đầy đủ luôn. Màu sắc này mình đánh giá rất cao, cũng được sơn lên từ phiên bản đen nhám vàng đồng các bạn nha. Các bạn có thể thấy được những nét nổi bật của phiên bản đen nhám vàng đồng rồi, tức là cặp cuộc màu vàng đồng và những cái đường chỉ ở vành mâm xe cũng màu vàng đồng, nên các bạn có thể biết được rất rõ. Rất đẹp rồi, về cơ bản mình đánh giá rất cao dành cho mẫu xe Honda Winix ở thời điểm hiện tại. Với những bạn nào quan tâm, các bạn hoàn toàn có thể tìm mua cho mình ở thời điểm này. Giá bán hiện tại vẫn đang thấp hơn so với giá bán đề xuất của hãng, nên các bạn hoàn toàn có thể tự tin để lựa chọn cho mình các bạn nha. Nó bây giờ đã quay về cái quỹ đạo đúng của mẫu xe Honda Winix rồi. Mình có rất nhiều video mình đã nói về những điểm được và chưa được trên mẫu xe Honda Winix. Mình không phải làm quá nhiều về mẫu xe Honda Winix đâu, nhưng mà hiện tại nhiều bạn có để lại nhận xét cho mình, muốn mình là cập nhật liên tục về giá bán để các bạn có thể tìm mua cho mình ở thời điểm này. Đặc biệt là càng về cuối năm, giá bán của dòng xe Honda Winix ấy lại càng cao các bạn nhé, càng cao. Do đó ấy, nhanh chân mua ở thời điểm này để các bạn có một cái mẫu xe chơi Noel, chơi Tết là cực kỳ ưng ý và đẹp rồi. Về chỉ cần lên cho mình một số món đồ chơi nữa thôi là các bạn sẽ cực kỳ ok và lý tưởng cho mẫu xe Honda Winix ở đây. Và ngày hôm nay thì Top 5 có thể gửi đến các bạn một số những cái nội dung thông tin về giá bán của dòng xe Honda Winix, đặc biệt là quay cận cảnh hai cái màu sắc, màu đỏ nhám các bạn đang theo dõi trên màn hình, và một phiên bản màu xanh cam đen rất đẹp, rất mới, lần đầu tiên xuất hiện trên mẫu xe Honda Winix. Thì mình muốn ấy, quay cận cảnh để gửi đến các bạn tham khảo thông qua video này. Mong muốn một điều ấy, các bạn lựa chọn cho mình một mẫu xe ưng ý phù hợp thôi, chứ là mình không ép buộc hay là đặt sở thích hay đặt cái ý nghĩ của mình vào mọi người cả. Nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm lựa chọn nha. Xin chào các bạn ở những video tiếp theo.